Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay thông báo với cả nhà một tin. Ba lô tôi rút là có túi mới về nha cả nhà ơi. Túi này là giờ không có hình ngọc, không có hình chay, cũng không có hình gia đình. Chỉ là đơn giản thông tin, số điện thoại với lại một cái hũ nhị hoa nghệ tây bên mình thôi. Đó, đơn giản vậy. Để cho cô chú anh chị nào mà thí dụ như tại vì tôi ba lô tôi rút rồi cũng có nhiều ý kiến là có người thì rất là yêu thích hình con của gia đình Ngọc trên đây, có người lại không rồi đó, nên là mình làm vậy đi từ giờ về sau. Còn cái túi sách này thì phải có hình Ngọc để shop mình có thể cả khách hàng có thể nhận diện được cái này là bên Ngọc, cũng có đầy đủ nè, website, số điện thoại Mỹ, Việt Nam nè. Hôm nay là đi cái này được một serum nhị hoa ngày tây với lại một cái hũ nhị hoa ngày tây để uống này nha. Chà, cái này chị này chỉ mua cái này là chị ngủ ngon với lại chị sức vô cái da chị nó căng bóng nè, sáng nè, sáng màu da lên đẹp lắm. Bestseller đó là cái chị này mua hũ ốc sên, chị này ốc sên, ốc sên, ốc sên, ốc sên, kem ốc sên, kem ốc sên, kem ốc sên. Cái này là chị này mua thêm cái sữa rửa mặt, sữa bọt thải độc nè. Kem ốc sên này thì làm sáng da lắm, sáng da, mịn màng da, mà nếu mà da mình hợp á, hỗ trợ mờ đi những vết thâm, vết nám cho da của mình luôn. Ốc sên này của Hàn Quốc. Rồi đây là kem truyền trắng nâng tông, cũng chung bộ với ốc sên luôn. Rồi chị này mua sụn vi cá mập, hai hũ sụn vi cá mập nè. Này là một hũ sụn vi cá mập này, chính bỏ vô đây chính, tặng vô cái ba lô tôi rút á, bỏ vô đây. Cái này là chị này mua một cái tinh dầu thơm miệng. Cái này là mua hai chống nắng với lại một cái serum dị hoa ngày tây. Chị này là mua một hũ sụn vi cá mập. Ủa, hai cái hình khác nhau chính. Cái hộp nhỏ là cái hình đúng rồi, cái này là cái hình hình ấy. Còn cái hộp mỹ phẩm là hình này ha. Bây giờ là đang đóng hàng đi. Rồi còn cái chị kia là chỉ mua gì chính? Mua sa tế hả? Sa tế kem ốc sên sữa rửa mặt ha. Đó, rồi chính cứ để cái bên hàng bên đây nè, bắt đầu đóng tiếp. Cái sụn vi cá mập này bên Ngọc là của Nhật Bản á. Đây, Made in Japan nè. Phim đau nhức xương khớp, tê nhức tay chân, bị khô khớp, ưa bị vợp bẻ chuột rút. Mình đang muốn tìm một loại thuốc về xương khớp, không làm cho mình bị trữ nước, không làm mập. Thì cứ thử chiều cho dùm cho Ngọc cái sụn vi cá mập này nha. Đây là thùng phiếu rút thăm trúng thưởng nè, chuẩn bị là ngày mai này nè, và là ngày 17 tháng 5 ha. Ngọc sẽ làm cái chương trình rút thăm trúng thưởng. Nếu mà mọi người coi cái video clip này thì Ngọc đã đang diễn ra cái chương trình rút thăm trúng thưởng rồi đó. Rồi chị Ngân có chuẩn bị sẵn sàng cho cái buổi livestream ngày mai của hai chị em mình rút thăm trúng thưởng chưa? Tất cả sẵn sàng hết rồi, thùng phiếu thì đầy rồi, mọi người tiền thì phần thưởng mà thưởng luôn cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xong cái tháng này thì em nghĩ là mình sẽ kết thúc chương trình rút thăm trúng thưởng ha. Chương trình rút thăm trúng thưởng thì kết thúc, nhưng mà tháng này cũng là tới tháng của mẹ. Thì sáng nay tụi em vẫn sẽ kéo dài cái chương trình giảm khuyến mãi cho mọi người. Đúng rồi. Tiếp tục giảm 50.000 một sản phẩm cho đến hết tháng 5 mọi người nha. Tại Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục giảm 50.000 mỗi sản phẩm. Nên là mình cứ mua sản phẩm nào cứ nhị hoa ngày tây nè, sụn vi cá mập nè, kem ốc sên, serum nhị hoa ngày tây, nguyên một cái vàng, tất cả những sản phẩm này đều được giảm giá hết trơn. Nên là mình cứ tiếp tục gọi nha, chỉ là không có chương trình rút thăm trúng thưởng này nữa thôi. Rồi, chơi lại đây ăn bánh pizza nè. Chị bữa đây cái này hôm qua mua siêu thị bảo. Mà mua không thì điện bánh xanh, bánh xanh chứ. Để coi ăn thử ra sao. Còn cái này nó béo lắm nè, chứ đột. Vậy mà nãy nóng thì ngon, mà không biết giờ nó khô thì sao không biết. Đây chắc là chiều đau tay cho. Wow. Căng tay. Căng tay. Các em. Mẹ cuộc tới tim không mẹ? Đúng rồi, nhớ pizza một tí đi. Có cần phải chấm mắt tương không? Không. Mình muốn chay đúng không? Thử rồi, ngon không? Cái mới bắt lại cho nóng nữa hả? Chiều qua chiều nóng. Không, là ba hỏi không trả lời. Không ngon à? Cái này đồ làm sẵn đó mà. Nãy mới đi ra cái chỗ mặt bằng cầu vòng mấy bạn đang thuê của mình á. Mua kẹo nè. Mua kẹo nè. Mua bông mỉ. Mua kẹo nè. Mua cu co. Mua nước nè. Thầy là nước cu co. Ván sữa. Nước cu co. Anh không phải không? Từ khi ra đi Hàn Quốc tới giờ về đâu đâu nghỉ. Mà bữa giờ cũng mất ăn. Rớt tùm lum hết nè. Con làm gì cây vậy? Học mới vừa hút order. Có đời đồ về, nấu biết khi nào tới không
mua đợn gạo muối ăn thử. Ồ, gà chặt cái cắt gì nổi. Nó cũng vậy đó, gạo muối gì đâu cũng vậy. Phải không? Ừ. Không nè, có chỗ ngon hơn, có chỗ không chứ sao mà. Cái này cũng vậy. Nè, đây nè, mẹ để cái đông biển ở đây nha. Ôi, chị ăn biển với pizza kìa. Ờ, cái đó ngon hơn ha. Nè, mẹ để đây nè. Đó, rồi cái miệng nào con cần, mấy đông biển ra ăn ha. Rồi cái này là bảo cái này hấp dẫn nè, bảo này cho bà cô chú coi. Ngọc nói đồ Ngọc mua là bảo phải khen luôn. Ừ. Rau ra gì đâu mỡ, rau mắm tôm. Rau với lại cái lá này là lá nấm mơ. Nấm mơ. Nha. Rồi. Tú Quỳnh chào bà Chiểu order về đó. Cái này á là thịt heo quay mà được làm theo quay là bắt mật. Của Tây Bắc. Mẹ. Mẹ. Cơm lam. Mẹ cái gì mẹ hơn nói chuyện không mẹ. Rồi. À, được làm theo Tây Bắc á. Mẹ. Cứ nghe mẹ hơn nói chuyện trên trên. Có mẹ nghe nói chuyện trên camera. Cái này để nó cô Chiều chưa có dọn ra đâu. Ồ, thịt nè, hao. Hao. Miếng xả đó. Còn này nữa, Tây Bảo. Bánh bao. À. Rồi đây là nguyên một cái hũ chẳng chẳng cái bắp ghé cắm đặc biệt luôn. Thâm lập nhạn hũ á. Ừ. Quên nữa, cắt nè. Sao cô Chiều thì cái nào nó dễ nhất là cô Chiều ấy à. Bỏ cho chặt cái cô Chiều chặt cái khỏe hơn. Mày cũng đâm hoàng hả? Đó mẹ. Chặt đó cô Diệu ơi. Chặt cô chặt cái cô ấy không nổi đâu. Chắc không nổi đâu. Chắc không nổi thôi. Nãy bà Trang mới ăn tô bún riêu của bà ngoại. Chặt mình để đây chặt luôn hả? Dạ để bên kia rồi cô Diệu kìa. Đó. Cái chỗ này nó tiện lợi, nó tiện cho mình chứ. Đây. Không, ý cô Diệu còn biết là mình là cậu đứng chặt chỗ nào để mình quay được cho dễ á. Ngọc hiểu ý cô Chiều mà, cô Chiều làm video nhiều nên cô Chiều hiểu. Cô Chiều nói là cái địa thế cho nó. Cái địa thế. Cái địa thế. Quay dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Cô Chiều là một người có suy nghĩ cho video. Vậy thôi à, ăn vậy thôi hả? Dở quá, che dở quá, bánh cua ở trong siêu thị mà về đúng. Tại vì ít bao giờ mà đi vô siêu thị mà còn mua đồ, ấy thì về. Qua cái này mấy cái này để dành để ví dụ buổi tối á. Lỡ đó bụng có làm liền chứ còn. Thôi cái này cũng không làm liền. Bỏ ra mấy đợi nó ra. Thì không, không mà khuya tối thì người ta không bán hết chứ. Không, Lộc về rồi, giờ nào cũng có bán. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, giờ nào cũng có bán. Rồi ok, thì cái này nè là để chấm gạo muối nha. Ừ. Còn cái này á là mắc khén chấm chéo. Ừ. Còn cái này con nghĩ là chấm với lại heo quay thôi. Còn có bánh bao nè, có cơm lam nè, cái này dồi nè, thịt xiên nướng nè. Đó. Rồi chúng ta điểu mình đã có lòng đỏ. Hello, xin mến chào cả nhà mình nha. Rồi cô mời mẹ, mời Ngọc, em mời cả nhà nha. Rồi, mời mẹ nha, mời mọi người. Cả nhà. Cô mời cô Chiều nha. Cảm ơn. Ăn miếng Chiều ơi. Nhìn món nào nhìn cũng hấp dẫn lắm mọi người. Trắng này với miếng mang ra bắt khén này, cái này chéo. Chúc gia đình mẹ ăn vui vẻ. Rồi cảm ơn cưng. Ngon miệng nha. Bắt khén chấm chéo thơm chị. Ăn chua chua, cùng thơm. Nhà mình có nước mắm ngon á. Cái này, cái trồng trắng, cái con này ăn nè, ăn hết là để mình rót miếng nước mắm á. Ăn cơm ngon lắm á. Bữa trước nhà Ngân ăn trồng trắng không mọi người. Có mơ đỏ mà bạc mà cái trồng trắng nó trắng hơn cái này, cái này màu đục. Ừ. Như nó không đi trong veo rồi mọi người nói trứng giả mà con nghĩ không phải trứng giả, mọi người không biết nữa nhưng mà con gà của mình đó có lâu thì cũng có thấy nó đẻ một cái trứng không có trồng đỏ có nè thì có. Ừ. Gà này da giòn hả? Ngon. Giòn vào. Nó không có quá dai đâu. Nó giòn giòn, da giòn giòn, sực 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 sực. Bào chiều ha. Cơm lam hả? Cơm lam ngoại. Ừ. Vâng, của ngoại chưa ăn cơm lam kìa. Ừ. Ừ, ăn mấy cái này nè. Ăn cho miếng rau ngon. Thịt heo quá, quay á, mềm. Thơm. Thấm quá nè. Hôm nay nhìn nó hấp dẫn nè. Gà ngọc xua
gần là mua thường ship tiền đồ luôn á, 370 mấy ngàn, là cỡ khoảng 18 đô. Theo quay thì lại bánh mì bánh với lại hết mấy cái này nha chung nhau là 480 ngàn, là cỡ chừng 480 ngàn, 20 đô mà hai mấy đô, hai mấy đô, hai mét rồi, ba ba ngoài, bò ngọt, làm miếng cơm lam à, bò ngọt nhưng giờ nhìn tưởng sôi không à, cơm lam, bố mẹ cơm lam là phải nói mình nếp thôi. Thế bao nhiêu không phải không? Ồ vậy là mình gọi là xôi cũng được. Lâu lâu ăn cái cơm chắc tướng bự quá ha. Bự quá. Rồi muốn bự của bác. Nào ngoài ra thử miếng thịt xương que đi, ăn bánh bao chung nhất ba con ngoài kia. Nó mà thì ăn với lá mơ, mẹ không ăn lá mơ được. Có mơ thơm chứ mà có gì ăn cũng được cầm. Rồi chưa biết ăn lá mơ. Thôi thì ăn thử đi. Thử đi. Lá mơ ngon rồi mẹ. Có hả? Có một tình mang lắm mơ. Có mẹ có gì đâu. Nhưng mà nó giòn ha. Dạ. Nó mềm. Nó mềm mà nó giòn. Mà cái tật chất tính mẹ vậy. Màu giờ không ai gì, không ai không đó. Như trong công lam thì có nếp, có dừa hay sao? Hoặc ăn thì sạch sạch có dừa. Người ta nấu cần phải đổ vô nha. Chà ăn thì sạch phải nọt, nó tiêu à. Để em ăn thử cái dầu gì nè. Con giò này nãy giờ chưa ăn rồi, con thử rồi. Con mới ăn miếng gà ngon. Chấm với mắt khén đi. Chấm với mắt khén. Chỉ ra ngồi thao để em gấp thử nè. Thử miếng rồi. Miếng giò em. Mềm, rất là mềm, cho trong thơm. Ngon quá. Ăn rồi cũng thấy muốn ăn cơm không? Hai món này đều ngon hết mà. Rồi nó cũng vừa béo. Thơm. Thơm qua chưa? Em chưa đi. Thôi qua đây, tắm nước nào. Cổ hết nguyên tục lao ra. Bộ chứ không phải quay tắm với nước mày hả? Không ạ. Cái đó là cái chảnh chéo nè. Thôi qua chứ nước qua mà. Cái này có dưa meo. Ủa cái này không có chấm ha? Không, cái này chấm cái này vậy. Cái này nè. Tôi chấm á. Đỏ đỏ. Rồi. Giờ nó qua thử là gạo muối. Trời tiếc ghê chứ còn mẹ Mỹ người ta không cho đem thịt qua cho mấy con muốn đem dẹp con muốn đem chắc cái chục con gạo muốn đem qua á. Mỹ không cho đem cái gì mà liên quan tới thịt với lại tới cây rồi này kia là không có đem. Ủa? Nó thơm như thịt hộp. Thơm? Thơm giống thịt hộp. Dạ. Dài thì ngon. Ở trong thịt nó có quá dai có một số nơi á. Như ăn thịt gạo muối nhiều khi làm gà dai sao dài lắm. Dai lắm. Nhưng này gà không có quá dai nhưng mà da nó giòn. Ngon. Do làm dần tươi rồi. Cái thèm luôn. Lột về á, Ngọc ưa đỡ o o đỡ chỗ này chỗ kia. Thôi nè, mọi người giống già á. Thưởng thức tự ăn được chỗ này chỗ kia. Thế còn không có em á, thì em nghĩ là chị Ngân lâu lắm mới không không o đỡ một con gà muối vậy. Cũng có, nhưng mà ví dụ như mình hứng lên nên mình mua đại chứ không có để ý chỗ nào không. Nhưng mà cũng lâu lâu rồi, chứ không có thường xuyên đâu. Hứng lên cái mua đại được thì chỗ ăn ngon, không thì cũng không ngon. Chứ cũng lười mà sợ mà ăn có con gà mà nên sợ cái chỗ mà ngon ngon cũng lười. Đâu quá. Em ăn làm xiên lắm mà. Cũng nào ngon làm ngồi em sạch, em sạch mà cái bụng em đấu beo em vẫn ngồi em sạch. Thế là món lạ. Trời tên á, cái mẹ của Ngọc về ở nhà đúng rồi. Mình mới ham mình múa này kia. Có hai chồng nên nhớ là như hỏi anh ăn là uống muối không? Còn có mình chỉ ăn gì vậy? Tôi cũng sẽ ăn với ai vậy? Bởi vậy ở Việt Nam cũng vậy, giống như chân như sao mà em với chị Quynh ngày xưa mà chị thấy ngồi khó nấu đồ ăn là vậy. Chị Quynh ăn món này em nấu món kia rồi sao ăn? Đó. Nấu đồ ăn phải có nhiều người ăn. Nấu ít quá khó nấu. Như bình dây này ngon. Thấm rồi à. Thấm vô ăn ngon. Bữa lần nào cũng mua gà vỏ muối mà tập con giáp á, về dai ăn không cũng được, dai lắm luôn. Thì tóm hết món rồi đó. Ngoài bả nó vỏ muối chỗ nào cũng giống nhau. Còn nó đâu giống rồi. Tùy nó giống rồi. Với những cái có hương vị khác riêng á, họ sẽ đặt riêng đó hả? Có chỗ ngon chỗ vẫn ngon chứ.
đúng rồi, giống như phở vậy đó. Quá trời quá phở, nhưng mà có quá phở mình thích, có quá phở mình không thích. Chỗ này họ làm cái màu nó vàng đậm mà nó tươi, còn có chỗ này là đậm mà nó không có tươi mà thơm ghê á. Vàng thơm, da vàng. Mày nãy giờ món nào chưa thử rồi? Cái nào thì xiên thử đâu mà nào cũng được ha. Thử trên à, thử hết rồi hả? Không, ba món này ngon á. Thấy ha, cái thịt này nè quay mà mềm nha. Đúng rồi, thịt heo mình quay mà mềm. Mẹ thử mềm chứ không phải là nó bị sản, bị ấy ngoài kỳ ngoài không. Nhiều chỗ làm nó sẽ bị khô trước hơn không? Cái mềm này bánh bao chiên nè, bánh bao chiên này chấm sữa ngon. Ha, vô nó chỗ gì á không? Chỗ ra hai viên đao. Ờ đó. Đem bánh bao mà còn đem cho mình sữa nữa cũng chấm. Lâu quá rồi tôi đi ăn lẩu hai đao hay chứ. Tốt chưa? Muốn đi không? Có mình đi đó thôi, mình đi luôn. Ha. Tối đi luôn. Mình đi ở bên đó là mình đi lại cái quán lẩu đó nó gần. Đó mình đi công chuyện đi rồi đi luôn. Để hết ăn lên. Hôm qua chị đem đi mang qua phải không? Ta đi ăn lao. Mang qua. Mẹ cái trong nỏ này sao nó sớm với mẹ. Mang qua mình đi xuống chỗ đó mình ăn á, mình cũng ngon, mua về nhà. Bữa nay mẹ sáu xuống mà mình đi công việc rồi mình đặt ra 4 suất là tính là đặt cho mẹ nè, con nè, chị Ngân, chị Chính. Mà kêu sáng nay con nói chị Ngân nhắn thêm suất nữa thì không có kỹ thuật viên, không có kỹ thuật viên. Nên là một cái suất của con đi giường cho mẹ sáu thì con đi hoài. Con đâu có lợi lùng gì mấy cái đó được đâu, thấy không? Ngồi chơi hả? Ngồi ổng đợi mọi người. Ngồi dưới đợi mọi người xong đi ra cái mình đi ăn. Chứ con đâu có còn lại gì nữa mấy cái đó, mẹ với mẹ sáu với tại chị Ngân ngồi lên chơi lên đó đi. Enjoy đi. Mẹ sáu chút nữa lên, tại vì Ngọc sắp về lại Mỹ rồi. Nên là mẹ sáu lên để chơi rồi đi tay. Rồi có một số giấy tờ đó, mẹ sáu em bảo dẫn mẹ sáu đi làm nữa. Dẫn là mấy đứa nhỏ không ta? Con không có, con không có làm đó thì được. Con mấy chị chỗ đó cũng khoái ăn chay lắm. Nhưng mà con canh mấy đứa nhỏ. Con nhỏ rồi chơi nhớ mình khỏe. Giống bữa hôm qua kia đi ăn lẩu ăn qua mấy chị kia tưởng nó ngon cực. Đâu có đâu, ba đứa nhỏ không được ăn. Giờ nó lớn được ăn xong rồi cái chay á họ ăn miệng ngộn kêu ăn con. Rồi im lắm chơi với đâu làm gì nè. Nó ăn xong rồi thì là lấy kem ha. Anh hai dẫn lấy kem nữa. Anh hai dẫn này lại lẳng là nhờ mấy cô lấy. Đó. Mấy cô lấy kem xong rồi cái ăn lại ăn kem xong rồi cái lại uống trà sữa cái ba nè dẫn đi lại chỗ cái cô quầy trà sữa á. Cái nhờ mấy cô làm cũng lớn khỏe, đứa bưng ly chạy về bàn ngồi muốn khoái cô cùng nhau. Ngân ngồi nó để coi ba đứa sợ nó nóng, khoái cô cùng nhau tới ba đứa khỏe mà tự múc tự trang tự ngồi. Chị ăn gì chị? Ăn kem. Ai mua hả? Ai mua con mua hả? Cái miệng kìa. Hai mua con hả? Hai mua con hả? Ông bà hai. Cái miệng đẹp thả. Em có hồng nhau. Mới nó nhắc tới bà ngoại sáu, giờ bà ngoại sáu có mặt rồi ha. Tới cả nhà. Mình mới xuống cả nhà ơi. Ngày mai này xuống đây chơi thì này là chia tay thiệt đó nha. Này này hết bí mật đây rồi, hết bí mật rồi. Chứ phải về hổng thì bữa nào chia tay thiệt rồi đó. Mày về coi clip lại vui mày sao hả? Ừ, vui thiệt. Clip có vui chị nè. Vui, giả dạ, biết hả mẹ? Ừ. Anh xuống rồi á. Chắc anh về Mỹ mừng lắm. Ai cũng muốn khóc không? Cảm động. Chị, con về Mỹ con mừng không? Dạ, mừng. Mừng mai con đi về Mỹ hả? Rồi mày về Mỹ mừng không? Mừng không? Vui không? Nhớ ba không? Nhớ ba nó chỉ lại nó thấy ba làm cái phòng lại á. Hàng quá đẹp sáng á, nó hàm, nó không muốn về. Có nên làm thêm cái kiến nó đem về không ta? Làm thêm cái nữa. Đúng đúng không? Làm thêm cái nó sắp đem về. Có con Hậu nè, đó, con Hậu lên chơi nữa nè. Gì nữa? Má gọi. À. Hậu đó. Hậu con cô Sáu đó. Hôm qua cô Sáu ra đầu nhiều quá để mốt mua cô Sáu cái xà bông. Dạ. Ông nhập độ, ông nhập độ. Kêu ông Hậu đó, kêu ông Hậu đó, mà đưa cho địa chỉ cái nó ship lên. Cái số của Sáu mẹ có. À. Nên để mẹ mua. Dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip này nha. Hẹn gặp mọi người vào video clip ngày mai. Bye bye.